con bị thương xong á, cái mặt xấu xấu ghê lắm, cái xong hả con sợ cái con cãi cha cãi mẹ con đi phẫu thuật cái nội, cái hả xui xui gặp ngay bác sĩ làm lố, cái xong hả làm hai con mắt con rồi nội nó lòi cái như hả là hai cái hồi lòi vậy đó. Mà trong nhân tướng học nha, người ta nói nha, mấy đứa mắc lòi nha, xấu lắm. Wow. Ổn không? Wow. Sao? Ổn không? Wow. Cái mặt qua vậy là không ổn đúng không? Tôi cũng thấy vậy, không mấy cởi ra nha. Ê, thôi, bậy à, bậy à. Trời ơi, cái gì vậy, bình tĩnh. Ê, chứ tôi không có quen thiệt luôn á. Tôi qua là tại vì tôi thấy nó quá hợp, quá đẹp. Hợp hả? Đẹp lắm luôn á. Xuất sắc luôn á. Trời ơi, từ hồi nào giờ nha, tôi thấy bà mặc cái bộ này là đẹp nhất luôn á. Trời. Ừ. Nghĩ sao tôi mặc cái này mà đẹp? Đẹp. Tại vì bà mặc mà nhiều khi bà không có nhìn thấy được hết, hiểu không? Nhưng mà tôi... Khoan. Khép cái chân lại xíu, khép cái chân lại xíu. Ừ, dạng dạng quá sẽ khép lại. Mình mặc đầm, mình phải đứng lại cho nó nền nã lại, hiểu không? Mà nào giờ mặc quần quen rồi. Mày đứng khép lại chút xíu, khép cái lại. Cái gì mà cứ... cái chân này là cái chân đánh tennis. Đứng khép lại. Khép lại hả? Ừ. Đó. Phải ăn mặc hở hang như vậy. Đây là cái điểm đầu tiên để gây mất điểm với bà nội. Mất điểm là tôi thích nha. Mất điểm. Vậy điểm thứ hai là gì? Thái độ. Thái độ hả? Thái độ. Thái độ. Thái độ sao? Thái độ của bà phải bất cần. Bất cần. Ngông cuồng lên. Ê nội, dậy cho ngồi đi nội. Đứng dậy ngồi coi nội. Đó. Ê cái này là bất ổn nha. Bất ổn hả? Ê không được nha. Sao? Cái này là mất dạy luôn á thiệt. Mình muốn gây mất điểm với bà nội mà. Ờ. Mất điểm. Được, được, được. Thái độ này được nha. Thái độ đó. Nhưng mà khoan. Khoan. Nói chuyện là không có được dòm bà nội luôn. Không dòm luôn hả? Không có dòm. Dòm ngược lại. Ví dụ cái tay mình khều gì mà con mắt mình dòm bên đây, người ta tưởng mình lé vậy đó, hiểu không? Dòm ngược lại. Đúng rồi. Ê nội. Mà cái tay vẫn khều bà nội. Ê nội. Đúng, ê, rồi. Đúng rồi. Cái đường đâu khều. Ê lỡ tôi khều cái mỏ rồi mà nội cắn tôi sao? Mình đang gây mất điểm mà. Ờ. Mất điểm. Nghe bả đi. Ờ mất điểm, mất điểm. Mất điểm nhớ không? Thôi. Đó đúng rồi đó, vậy đó. Đúng rồi. Con mắt trợn lên. Con mắt trợn đúng rồi. Trợn quá rồi đó. Trợn dữ hơn nữa. Đó. Mà mỗi lần muốn dòm bà nội nè, dòm thẳng vô mắt bà nội nha. Dòm thẳng vô mà trợn con mắt bự lên. Bự lên cho nó lòi con ốc bua rồi ra. Bự lên. Nó gần ra đó. Thôi. Lý tự nhiên tôi chọn cái lòi hai con ngươi rớt xuống bà nội xỉu luôn á. Bà nội mới sợ. Thôi ghê quá. Mình gây mất điểm mà. Ê, mà làm gì ổn không vậy? Ổn sao không ổn? Không. Nói chung á, tôi sẽ tự biết cách để làm cho bà nội buông tha tôi. Nhưng mà tôi thấy nãy giờ bà chỉ có vẻ ok á. Đúng rồi, làm theo tôi đi. Được á, được á. Nhưng mà nói trước nha. Cái gì? Tôi làm cái chuyện này á là theo ý của mấy bà. Ừ. Nếu như mà tôi xui đi nha, mà tôi có bị cái gì, tôi mà trở thành ma hả, tôi cũng về đây tôi ám cái công ty của hai bà nha. Trời ơi, lo chi cho sai vậy. Lỡ mà có bị gì á thì dỡ 36 kế ra. 36 kế gì? Chạy là thượng sách. Trời đất, cô bị cái gì vậy? Sao để nguyên cái mặt như vậy? Sao cô nói với tôi là cô có cách mà. Thì cách nè. Trời đất ơi, bà nội tôi có trong bà nội tôi sắp ra rồi. Cách gì mà để nguyên cái mặt vậy? Cô quên là tôi với Hằng quen nhau lâu năm lắm, nội biết mặt Hằng đó. Tôi biết gì, nội anh biết mặt Hằng cho nên tôi mới để mặt vậy á. Trời ơi, biết mặt. Nội. Dạ. Con chào nội. Ừ. Hằng hả? Dạ. Con là Hằng. Là cháu dâu của nội á. Giọng. Nội ơi. Giọng. Nội bất ngờ lắm đúng không nội? Con mời nội ngồi. Nội ngồi nội. Cái gì bị điên hết. Nội biết không? Sao? Cái mặt con á, con bị thương. Xong á cái mặt xấu xấu ghê lắm. Cái xong hả con sợ cái con cãi cha cãi mẹ. Con đi phẫu thuật cái nội. Cái hả xui xui gặp ngay bác sĩ làm lố. Cái xong hả làm hai con mắt con rồi nội. Nó lòi cái như hả là hai cái hồi lòi vậy đó. Mà trong nhân tướng học nha, người ta nói nha, mấy đứa mắc lòi nha, xấu lắm. Cái phần nó xui lắm. Ai mà rỡ tới ha, xui tận mạng luôn á nội.
Nó thấy đẹp. Nó... Hả? Nó thấy đẹp. Nó thấy sao nội? Nó thấy đẹp. Đẹp. Mắt lồi là quý tướng đó con. Wow. Ừ. Con mắt to ha. Mắt to là biết sao? Mắt to là để cho người ta canh ăn trộm. Rồi mai mốt con tập con canh chồng con luôn. Nó mà nó lén phén là nội cho con đục luôn. Wow. Sao nó phẫu thuật mà con không biết? Dạ. Dạ con biết chứ nội. Có biết tại sao mà để không cho nội biết? Để nội ngạc nhiên vậy là sao? Con sợ nội không có thiện cảm với lại những người phẫu thuật thẩm mỹ cho nên con không dám nói. Coi thường bà nội. Cháu nội không hiểu gì bà chân tật. Bà thấy nó đẹp chứ. Đẹp lắm con. Dạ. Quyết định luôn. Cưới luôn. Hả? Cưới nhau đi. Nội đi qua ngày coi tháng. Mình cưới nhau đi. Mình hai đứa nhảy cho để mình bà nội nhảy mình. Dạ. Mình cưới nhau đi. Nội đi đâu vậy nội? Nội đi lấy nước cho cháu dâu uống. Đi lấy nước cho cháu dâu uống. Nội đi lấy nước cháu dâu uống. Cô bị điên rồi hả? Tôi sợ cũng khóc luôn rồi nè. Cô có tâm trạng con đứng đây con nhảy được nữa hả? Nội anh kêu nhảy à, không nhảy là hổn rồi sao? Trời đất ơi, sao mà cô làm cái cách này cho cô không nói tôi? Bây giờ tính sao hả? Tự nhiên ai bày ra cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đây hả? Bây giờ cô thấy nội tôi bây giờ chấp nhận được cái tìm ngày cưới luôn kìa. Trời đất ơi, tôi đâu có biết là nội anh thích đâu. Tại tôi nghe nói là mấy người lớn là người ta không có thích là con cháu là tự ý đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bà nội tôi khác những người lớn khác, cô hiểu không? Bà nội tôi sống phóng khoáng lắm. Bà nội thích cái gì bự bự lắm. Hả? Tao nói có bắt cô lội như vậy là bà nội tôi mê lắm, biết không? Tôi mới biết luôn á. Sao hay quá, sao bóp làm cái gì sao không hỏi ý tôi? Bây giờ tính sao? Có cách gì không? Sao cái gì? Chết tôi luôn rồi nè. Chết cô chứ không chết, chứ không chết tôi à. Từ từ, để tôi tính. Tính gì nữa nói tôi, ha? Đừng tự quyết làm mình. Rồi, bây giờ tôi muốn nói với anh là... Cái gì? Tôi đã tìm thấy rồi, đã tìm thấy rồi. Ủa, nói cái gì vậy nội? Bảo bối này con. Bảo bối? Kính mở mắt này con. Cái kính này là kính bảo hộ. Con nhớ cái hồi mà nội mổ mắt không? Nhờ nội đeo nó đó, nội bảo về thì cặp mắt của nội đó, nó sáng cho tới bây giờ. Bây giờ, nội thương yêu tặng con. Mắt của con mới mổ thẩm mỹ nha, cho nên phải đeo, phải bảo vệ nó. Hiền. Dạ con cảm ơn nội. Ừ, nội cảm ơn con. Đeo cho nội coi nè. Á đỏ. Không tin được luôn á. Uổng công tôi nghĩ cách giúp bà lấp liếm cái mặt của bà nè. Tôi nghĩ bao nhiêu cách cho bà mất điểm với bà nội. Vậy mà bà cũng chưa chịu bỏ không nữa. Cái gì vậy? Mê trai quên lối về. Trời bà. Tại tào lao. Chứ gì nữa? Cái này á là tại vì bà nội chưa có hết bệnh. Chứ là tôi mới chần chừ. Chứ mê trai gì đây? Bà mắc cười quá. Bà nội là bà nội của người ta, đâu phải bà nội của bà đâu. Quan tâm chi vậy? Mà cái mục đích của bà là gì? Mục đích của bà là gây mất điểm với bà nội, để bà khỏi phải lấy cái cục thịt mỡ đó. Tôi rất là muốn mất điểm trong mắt bà nội. Nhưng mà giờ nội rất là thương tôi, chứ tôi không có liên quan gì cái cục thịt mỡ đó hết, hiểu không? Bà nghĩ coi trong cái hoàn cảnh đó, tôi biết làm sao, hiểu không? Ủa? Vậy thì thương, ngay từ đầu thì nói thẳng ra đi. Mắc mớ gì làm ba cái trò mất điểm này kia chi vậy? Mất thời gian quá. Bà này thì... Thôi bà bớt đi. Bà đang rối mà, đừng có dập bà nữa, để cho bà yên đi. Hai bà cháu người ta thương nhau, có gì đâu. Mà nè, tôi nói nha, làm gì thì làm, công ty có quy định rồi đó. Không được có tình cảm với gia chủ. Với lại á, vợ sắp cưới của ông Thiện mới vừa bỏ đi thôi. Xui xui mà người ta quay về cái hả? Bà tiêu đời bà luôn.
Nè, tôi nhắc lại lần cuối nha. Tất cả việc này của tôi chỉ vì bà nội thôi, còn không có liên quan gì cục thịt mỡ đó hết. Nói chung là chuyện của tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Ok. Alo, anh Thiện hả? Giờ nghe tôi hỏi nè, nếu như giờ tôi á tiếp tục công việc rồi lỡ khi bạn gái anh về, anh tính sao? Hả? Thì Dương hỏi vậy làm chi? Thì anh cứ trả lời tôi đi. Cái đó chưa nghĩ tới. Thôi bây giờ tôi tính vậy nè, nếu như mà bạn gái anh về á, thì anh nói với nội là tôi bắt cá hai tay, rồi tôi với anh chấm dứt hợp đồng. Vậy đi nha. Sao rồi, cần cô tôi phủ gì không? Chuyện của tôi tự giải quyết được. Hai bà cứ làm công việc đi ha. Tính vậy được không ta? Rồi nỗi buồn sao trời. Trời ơi, tụi gọi gì mà gọi hoài vậy? Cái gì vậy cục thịt mỡ? Quỳnh, bà nội bị đau tim ở nhà, giúp tôi chạy qua nhà coi bà nội có sao không? Cái gì? Nội bị đau tim hả? Rồi anh đang ở đâu? Tôi đang ở công ty, con dắt xe tôi chạy về nhà nè. Rồi anh chờ tí xíu, tôi đang ở công ty, bây giờ tôi chạy qua đó liền nha. Trời, nội ơi. Nội ráng nội gượng nha nội. Xe tiền của Thương gần tới rồi đó nội. Là con á, bà nội sắp tới ngày gặp theo ông nội con rồi. Sao không muốn con bao lâu nữa đâu. Nội đừng nói vậy. Nội phải sống. Thiện về nội. Nội có sao không nội? Anh Thiện anh về. Tôi biết cái sức của nội mà. Sống không còn bao lâu nữa. Nội không sao đâu nội. Nội còn khỏe lắm nội. Nội nhìn. Nội nhìn Thiện nè nội. Nội ơi Thiện nè nội ơi. Nội biết mà. Nội biết cái sức của nội mà. Nội không có sao đâu. Con Thiện nói nội rồi, nội còn khỏe lắm rồi nội. Nội ơi, nội không sao đâu nội. Nội thương ảnh á. Nội phải sống với ảnh. Nội phải lo cho ảnh chứ nội. Nội phải khỏe cho nội. Nội mà chết từ con. Sống bên anh con đi. Thôi nội. Thôi đừng có nói vậy nội. Nội Thiện thương nội mà bây giờ. Nội. Con ơi con trước trong mắt nội ước gì bây giờ nội có một cái đứa chắc cái nội bọc dạ tôi khỏe liền. Dạ sao cũng được hết nội. Nội muốn gì nó muốn gì thiện cho nội cái đó. Nội đừng có ngủ nha nội. Thiện hứa gì đó nội phải sống. Nội phải sống á. Nội bây giờ đám cưới của tụi con được chứ nội. Hả? Cái gì? Nội nhắc lại cái gì? Cưới à? Dạ nội sống mày. Nội bây giờ đám cưới tụi con được chứ? Cưới chắc không? Chốt chắc. Nội nãy nội còn mệt đó nội. Mệt. Nội mệt lắm. Nghe nói cái vụ cưới khi nội tỉnh cưới liền nha. Nội nhận nội có một chiêu làm hoài mà làm hoài nó dính hoài à. Tới rồi. Cái gì vậy? Yên tâm, mọi người cứ yên tâm. Bây giờ hai chiếc xe cứu thương tới rồi. Hai bệnh nhân đâu rồi? Đây tôi phụ cho, tôi đưa ra ngoài xe. Cái gì? Hai chiếc gì vậy? Thì hai chiếc xe cứu thương, tại hai bệnh nhân mà, mỗi người đi một chiếc. Trời ơi, bác sĩ y tá đứng dày đặt ngoài cổng hết trơn rồi. Nhanh. Làm gì vậy?
Làm sao mà tự nhiên bữa nay nhà tới cặp xe cứu thương vậy? Đứa nào gọi? Dạ nãy con gọi một chiếc. Hồi nãy con đứng ngoài cổng con gọi thêm chiếc nữa. Gọi hả? Nội, nội, nội. Đâu rồi nội? Tao tắm. Nội, nội. Tắm, tắm. Ông nội, ở đây hai đứa con thúi mặt rồi nội đi tắm nội. Đưa nào gọi, đưa nó đi. Nội. Nội. Ông đi tắm. Nội. Bà đi tắm, vậy là bà không có bệnh. Vậy là hai người bệnh. Đi đi đi, lên xe cứu thương, mỗi người một chiếc. Anh bảo về. Hả? Ờ, chắc nãy giờ anh cũng mệt lắm rồi đúng không? Ờ, thì sẵn xe cứu thương ở đây. Anh lên xe cứu thương đi. Trong đó có máy lạnh, y tá, đội ngũ y tế mình chăm sóc anh từ đây tới bệnh viện. Anh khám thì biết đâu ra bệnh. Chứ tôi thấy cái mặt anh xanh hơn cái màu áo anh rồi đó. Vậy ha, ở ngoài có hai chiếc. Anh thấy chiếc nào vừa bụng thì anh lên nằm chiếc đó.